Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế đáng chú ý. Theo thông tin mà chúng tôi cập nhật tới thời điểm này thì đã có ít nhất là 367 người thiệt mạng trong khi 1.300 người khác bị thương trong vụ động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra vào chiều ngày hôm qua mùng 3 tháng 8 tại tỉnh Vân Nam ở phía tây nam Trung Quốc và giáp với biên giới của Việt Nam. Giới chức địa phương cho biết vụ động đất đã làm sập 12.000 ngôi nhà, trong đó có nhiều nhà cao tầng, 30.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ô tô, đường dây tải điện và hệ thống thông tin liên lạc. Hàng trăm người đã rời khỏi các tòa nhà chung cư do lo sợ chúng có thể bị sập. Chính quyền tỉnh Vân Nam đã cung cấp khoảng hơn 5.000 lều bạt và giường gấp để người dân qua đêm ở ngoài trời. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết, trận động đất gây chấn động gần như toàn bộ tỉnh Vân Nam, một phần hai tỉnh lân cận là Quý Châu và Tứ Xuyên. Vào năm 1974 thì một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter cũng đã xảy ra tại cùng khu vực trên, khiến 1.500 người thiệt mạng.